cách tốt nhất để giải quyết phiền não là hãy nghe pháp đi, hãy dung công trên đó đi. Nghe pháp là dễ nhất, là niệm Phật nghe pháp, cứ vậy tập trung hết trong đó nghe pháp. Pháp bây giờ thì rất nhiều, Thiện Trang giảng cũng rất nhiều, Hòa Thượng cũng giảng rất nhiều. Tại sao quý vị không nghe pháp mà quý vị đi tìm người này tìm người kia? Cho nên là những người gì đó là gì, trong Pháp Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhau Kinh, đó là những người giải đãi đó quý vị, những người hay tìm những người khác, những người mà hay đi thích bàn tán chuyện người khác, đó là những người giải đãi. Còn người mà thật sự công phu tu hành là gì, không có thời gian để mà giải đãi, họ sẽ lo mà nghe pháp, nghe hết mình. Và quý vị cứ nghe một bài pháp, quý vị nghe tưởng là quý vị hiểu à, quý vị nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược còn chưa hiểu nữa. Tiêu chuẩn của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng nói một quyển sách nào đó, tiêu chuẩn của Hòa Thượng là quý vị biết là gì không, là 30 lần một cái bộ nào đó, Hòa Thượng nói phải 30 lần, đó là tiêu chuẩn của Hòa Thượng. Bây giờ mình nghe qua một lần, cái nghe thậm chí nghe mà tập trung, không có tập trung tâm nữa, vừa làm gì đó nghe, vừa cái gì kia, rồi nghe qua một bài cái thôi bỏ rồi không nghe nữa, rồi cái ôi con cũng hiểu rồi, cái bắt đầu vô hỏi. Nhưng nghe như vậy quý vị nghe chưa đủ mà quý vị đã hỏi gì, quý vị hiểu cái gì. Cho nên là không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Cho nên thời nay á, Hòa Thượng nói là gì, cái người thời nay hình như không còn cái tiêu chuẩn là thật thà nghe lời thật làm nữa. Họ thì trước mặt họ nói như vậy nhưng mà thật ra họ không làm được, họ không làm thật thà, không có nghe lời. Nghe lời thì phải làm chứ. Nhưng mà Hòa Thượng nói nghe đi, nghe 30 lần đi, nghe 20 lần, nghe 10 lần đi, mà mình có nghe được đâu, mình có làm được đâu, đúng không ạ? Đó, mình còn thời gian. Hòa Thượng nói tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, thị phi đa. Tức là gì? Biết chuyện nhiều á, thì phiền não nhiều, mà quen nhiều người thì thị phi nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thích những điều đó à, người đời nay dùng cái từ là hóng hót, đúng không? Thích hóng hót lắm, cái gì cũng phải lên check in nè đó, Facebook rồi đăng hình rồi lên đó, toàn là thích những gì. Thật ra mà nói toàn thích đi vào trong đường sanh tử. Cho nên á, thật ra mà nói là tâm sanh tử của chúng ta chưa tha thiết. Nếu mà tha thiết là gì? Không thích những điều đó, đúng không ạ? Chúng ta đâu có thời gian đó, lâu lâu chỉ dùng một vài phương tiện để đổ sanh, coi như đăng một cái bài để cuốn hút người ta, để người ta coi mấy cái bài, những người mới á, họ coi bài của mình là thôi. Chứ còn mình ham ở trên đó là rồi thôi, mình cũng là gì? Chi tâm thanh tâm tử không tha thiết. À, cho nên là gì? Thời nay cái giá trị quan thay đổi, mọi người đã thay đổi. Mà nếu như quý vị cũng chìm theo mọi người thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng sanh tử như người ta. Người ta đến lúc chết ngáp ngáp rồi cũng không niệm Phật nổi, mình cũng chết ngáp ngáp, mình không niệm Phật nổi. Cho nên ai khôn, ai lo cho pháp thân huệ mạng của mình á, thì hãy lo dụng công. Dụng công thế nào? Hãy miên mật và dụng công. Không phải miên mật là vô trong niệm Phật đường mới miên mật, mà hãy giữ hết thời gian của mình tối đa, khai thác thời gian tối đa để trụ ở trong pháp, để trụ trong Phật hiệu, tức là niệm Phật. Quý vị đừng tưởng là những cái động tác mà mình đi đứng nằm ngồi rồi vân vân, mình lái xe rồi đó, mình niệm Phật mình nghe pháp, nó không có góp gì. Thật ra nó góp rất lớn. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh nói là tu mót đó quý vị, tu mót. Nhưng mà quý vị nghĩ kỹ là đi, một ngày quý vị có bao nhiêu thời gian tu mót, rồi bao nhiêu thời gian tu chính? Đa phần chúng ta là gì, phải tu mót chứ tu chính bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Quý vị nghĩ đúng không? Bây giờ mình đi toàn đi làm, mình toàn làm việc, mình toàn việc này việc kia thôi, chứ mình đâu có phải, mình có rảnh đâu mà vô niệm Phật. Bao lâu mới sắp xếp được ngày niệm Phật, được ngày chứ mấy. Chính vì vậy thời gian chính vẫn là tu ở trong động. Tu trong động là gì? Phải tập trung tâm, quán động là tâm thôi. Tâm quý vị trụ trong pháp, tâm quý vị trụ trong niệm Phật. Mặc dù mới đầu nó không có vô, nhưng mà dần dần nó vô quý vị à, từ từ nó vào công phu được. Chứ quý vị cái đòi mới đầu mà vô luôn là không thể đâu. Quý vị nó thánh nhân rồi, không phải người thường. Hồi xưa Thiện Trang nói niệm Phật cũng vọng tưởng đầy rẫy, niệm Phật cũng niệm không vô, nghe pháp cũng nghe không nổi. Nhưng mà sao? Cứ kiên trì như vậy, kiên trì năm tháng như vậy, cứ ôm đi đâu cũng vậy, ôm cái máy nghe pháp theo.
không có mấy pháp, niệm Phật cứ vậy, làm gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi xưa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ làm cái gì cũng cứ A Di Đà Phật, không A Di Đà Phật thì niệm pháp, không nhớ niệm pháp thì chúng ta cũng bày cách rồi, cái đọc kịch thuộc kinh, đọc đoạn kinh nào đó, hoặc là thuộc một bài kệ, một câu kinh nào đó, cái đọc lên rồi cái vậy. À, chẳng hạn như hồi xưa cứ đọc nguyện thứ 18, ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã sát. À, để cái vậy, cái đọc miết như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó trụ ở trong đó. À, dần dần cái gì quên phiền não, mọi chuyện thế gian đến thì ta cứ làm, không đến thì thôi đó. Và khi nào quý vị có công phu, biểu hiện của người có công phu là gì, là quý vị bắt đầu biết tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là khi phiền não đến, quý vị cũng không bị phiền não nó chuyển, quý vị chuyển được phiền não. Còn khi nào mà quý vị bị phan duyên, khi nào mà quý vị bị phiền não nó kéo, đó là chứng tỏ quý vị chưa làm chủ được mình, hay nói khác, chưa làm chủ được tâm. Mà chưa làm chủ được tâm thì đường sanh tử quý vị nó rộng thênh thang, đường về cực lạc nó rất hẹp, nó trắng ra là như vậy. Cho nên ai đó biết sợ thanh tử, cố gắng dụng tâm. Dụng tâm nha, gọi là khéo dụng kỳ tâm, thiện dụng kỳ tâm. À, thiện dụng kỳ tâm, khéo dùng tâm này, tâm mình đó, tâm này mình dùng được. À, cho nên là gì, đấy là lời quan trọng nhất mà Thiện Giang nghĩ là quý vị cần phải để ý. Bởi vì nhiều người thời nay cái giá trị quan tu học khác với bị thay đổi do nhìn những người khác. Người mà người ta không có dụng công như vậy, không miệt mài như vậy, cho nên người ta không có nói ra được những điều đó. Người ta tu cái sẹt sẹt rồi cái gì lên tụng thờ khóa kinh, là niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, rồi xuống đi ăn uống đi chơi cười ha ha, rồi chụp lên Facebook khoe thế này khe kia, rồi mình cũng thấy giống người ta vậy, mình cũng làm vậy. Thật ra là đi vào đường sanh tử giống nhau cả. Thì đó, cho nên là vậy, mình phải thay đổi. Chứ tổ ngày xưa, hoặc là cách đây chừng khoảng 10, 20 năm, 30 năm về trước, những bậc tổ sư đại đức ở Việt Nam á, mình nói gọi là những bậc hòa thượng ở Việt Nam á, những người mà tu ở Việt Nam á, họ dụng công đâu có như vậy đâu. Vì sao? Vì hồi đó không có smartphone, không có điện thoại thông minh, không có Facebook, không có gì cả. Cho nên các ngài chỉ có ăn rồi niệm Phật thôi, các ngài ăn rồi trụ trong pháp thôi. Đâu có tư vi, hồi xưa tư vi cũng không có nữa mà. Tư vi hồi đó cũng không có, những cái internet cũng không có. Vậy cho nên ai cũng thành tựu. Còn chúng ta đời nay chúng ta có đủ thứ hết mà chúng ta cũng bị nó chuyển theo, nó chuyển hoài. Cho nên là nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân á, bây giờ là chúng ta bị ma vương, đó là mạng internet, đó là Facebook, đó là mạng xã hội Zalo gì vân vân, mà chúng ta lại thích đi vô theo trong đó, gọi là chui, tự nguyện chui vô đó. Cho nên là phải lên nó tìm bạn, nhắn tin suốt ngày vân vân, hỏi chuyện rồi vân vân, rồi hóng hót ở trên đó. Cho nên là gì, đường sanh tử thênh thang, đường thoát sanh tử thì không thấy đâu, mịt mờ. Hay nói cách khác, đường về cực lạc thì không thấy luôn, còn đường sanh tử thì quá rộng đó. Cái cửa vào sanh tử thì quá rộng, mà cửa thoát luân hồi thì quá hẹp, không thấy đâu hết trơn, không có quá hẹp nữa, mà không thấy luôn. Cho nên là ai đó mà thiết tha với sanh tử, cố gắng nghe pháp. Thì Nhân có nói đó, giống như cái cô đó cô nhắn thì Nhân nói nghe pháp đi, nghe đi, nói vậy mà không chịu nghe đó. Cái vậy, cái suốt ngày kêu là nghe thầy nói chung chung, không phải chung chung, thì Trang đều khai nói đầy đủ hết, mà tại vì không có tâm trí hành nghe, không có tập trung nghe, và không nghe đủ biến, tức là nghe qua rồi thôi, cho nên là không có nghe được trong đó. Chứ người mà nghe được á, và họ biết cái trong mỗi bài giảng đó là bài đó trọng tâm chỗ nào, thầy đó giảng khúc nào, nội dung gì vân vân. Bao giờ quý vị nghe được bài pháp đó mà đạt được cái mức độ đó đó, thì quý vị mới là đủ tiêu chuẩn gọi là nghe đó. Còn quý vị nghe mà cứ nghe phớt qua rồi cũng không biết cái bài đó thầy giảng cái gì, hòa thượng giảng cái gì, thì cái đó không phải là tiêu chuẩn quý vị nghe.